Yo, nếu bạn cần một nhân vật tạo khiên trâu như John Lee mà lại có thể cấp cấp nguyên tố liên tục na ná như kiểu Xin Chù mà lại hay băng nữa. Sao bao tháng ngày trời là hệ thủy mà nó cấp nhiều quá rồi, mấy con hệ thủy cấp nước kiểu đó nhiều quá rồi. Bây giờ có con hệ băng cấp mưa băng bắn băng liên tục để cho mấy con hệ hỏa đánh tan chảy và đồng thời có một cái khiên rất là dày ngang ngửa John Lee luôn và lại là 4 sao rất là rẻ. Ok, chào mừng các bạn đến với nhân vật gọi là xịn sò, nhân vật 4 sao xịn sò nhất mà Hồ Dương và từng tạo ra trong thời gian gần đây, trong mấy phiên bản gần đây luôn á. Gần đây ra mấy con 4 sao tào lao mà. Rồi hôm nay nó ra còn lây la quá đỉnh. Qua mình coi 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 livestream quá hấp dẫn luôn á. Thiệt, nói chung mình rất là mong đợi những cái con mà cấp nguyên tố kiểu như Xin Chù mà nó lại hệ khác. Hệ băng hoặc hệ hỏa gì đó thì giờ nó ra một con hệ băng nè. Bây giờ mình vô coi video làm xíu review ha. Coi tại sao con này nó bá, tại sao mình đánh giá con này cực kỳ cao. Đây là một trong những con xúc bọt chắc chắn là sẽ phải nuôi đó. Giá trị của nó tương đương với tụi Xin Chù sang Linh. Ok, vô. Mở kêu lên nha, mở kêu lên cho anh em nào mà không có chưa có biết kêu của nó thì coi coi nó kêu hoạt động sao. Rồi, ở đầu tiên mình coi Thiên Phú đi. Đột phá của con Layla này á, Layla là nhân vật 4 sao nha, 4 sao. Kiếm đơn hệ băng. Đó, đột phá tăng HP nè, ngon chưa? 24%. Có nghĩa là sau này con này mất HP sẽ rất là nhiều, thậm chí biểu nhiều máu hơn cả Yongli nữa. Yongli lên 40k mà máu hao là đuối rồi. Thanh niên này có bộ đột phá tăng HP nè, và nếu mà cầm cái trấn của Nilou nữa là chắc máu 60k luôn, bút khiên bệnh luôn. Thì cái con này cái cơ chế nó chơi là nó cũng là tạo khiên. Để mình mở QE cho nó của nó cho mọi người coi ha. Để mình nói đây đây kêu cái QE của này là một cái tạo khiên, nó tạo cái khiên, có cái khiên này á, độ dày nó dựa theo cái tổng HP của Layla, đó là rất là ngon. Thường thường khiên mà theo HP là rất là dày. Rồi chưa hết, sau đó trong thời gian toàn cái khiên này tồn tại thì nó sẽ có xuất hiện những ngôi sao băng. Anh em có thể thấy những ngôi sao băng nữa không? Đó, những ngôi sao băng này sẽ bắn vô kẻ địch, bắn vào cái địch gây sát thương băng đó, để cho mình kết hợp đánh phản ứng. Trong trường hợp này thanh niên này xài Ayato để đánh đóng băng, nhưng mà nếu mà mình xài hệ hỏa mình đánh tan chảy chắc cũng được. Nên nó cấp thì nó không có nhiều như Xin Chù thôi, nhưng mà vừa khiên vừa cấp băng là quá ngon rồi. Anh em canh canh từ từ là đánh Bastion thì mình không cần phải đánh dồn dập đâu. Ba kiếm của Deluxe mình canh nhấp nhả chờ băng là chặt vô. Deluxe sẽ chơi cái lối này được á. Deluxe mà quýnh tan chảy đam to lắm. Đó, thấy không? Thấy ba ngôi sao không? Cái vừa khiên mà vừa bắn người người sao băng vô vô địch đó, nó bắn vô thì dính băng. Và cái QQ nó hoạt động thì nó cũng tương tự như vậy. Đây. Đây. QE này. Triển khai màn trắng căn cứ theo cái H giới hạn HP của Layla, đồng thời có 250 hiệu quả hấp thụ đối với sát thương băng. Và ngoài ra khi lá trắng triển khai, Layla sẽ được đính kèm nguyên tố băng. Đó là lúc mình bật lên nhé. Sau đó trong thời gian tồn tại của lá trắng này thì cứ 1,5 giây nó sinh ra một cái sao đêm, tức là cái ngôi sao sáng này mình thấy á. Cái sao cái đêm này á nó sẽ tồn tại tối đa 4 cái ngôi sao. Đó, nếu gần đó có cái địch tồn tại thì xe đêm sao đêm này nè, cái ngôi sao băng này tự bắn tự truy đuổi cái địch gây sát thương nguyên tố băng cho cái địch trúng đòn đó, tức là nó cấp băng nó theo kiểu giống như mưa kiếm của Xin Chù, nhưng mà nó không có dồn dập, không có nhiều bằng Xin Chù thôi. Rồi cái độ dày của cái khiên này bao nhiêu, mình coi mình hết hồn luôn. Ôi, uống sao vậy, dữ vậy nè. Ở level mình coi level 10 ha, level 10 giới hạn là 20% tổng HP rồi cộng thêm 2002 thì cái này nó tương đương với Yongli á. Để mình mở cái Yongli nha. Này Yongli nè, Yongli ha, cái khiên của Yongli ở level 10 là nó 23% max HP cộng 27.000, mà con Layla là nó được gần 20% HP rồi, tức là nó bằng với Yongli, là có nghĩa là cái khiên này tương tự cái khiên Yongli. Thời gian duy trì 12 giây và cooldown 12 giây, có nghĩa là sao, là thời gian tồn tại và cooldown bằng nhau, là có thể mình sẽ búp liên tục được. Y chang cái tính năng khiên Yongli nha, búp búp liên tục và độ dày tương tự, thậm chí nhỉnh hơn luôn. Vì sao? Vì Yongli là cái con đột phá tăng nguyên tố nham, mình HP của Yongli thực ra còn không quá nhiều. Ai mà all in HP Yongli thì bèo bèo cao lắm, tối đa maximum 50k. Nhưng mà con này mình nghĩ là sẽ bị vượt qua cái mốc đó được. Nhiều hơn, nhiều máu hơn HP, nhiều máu hơn Yongli, bởi vì Layla nó đột phá tăng HP nè,
Và nếu mà ai mà gọi là chịu chơi, chịu đầu tư cầm lấy cây trấn cho con Nilu á, hiện tại cây trấn của Nilu đang còn ha, nên là muốn chơi gọi là trâu chó, lấy thêm cây trấn của nó, trấn Nilu cho Lila cầm, máu chắc là 60k luôn á, nhẹ nhàng ha. Rồi thì cơ bản là vậy thôi, ngoài ra cái sao băng nó cũng có sát thương, nhưng mà mình nghĩ là chắc sát thương không có nhiều đâu, sát thương gọi là chấp nhận được thôi, tại 4 sao mà, kiểu là cấp băng. Còn kiểu quy của nó, kiểu quy của nó thì nó cũng giờ là nó na ná như kiểu e thôi. Kiểu quy của nó thì nó sẽ thi triển một cái quả cầu mộng mơ liên tục bắn đạn ánh sao, coi như là nó sẽ tăng cường cơ kiểu e thôi, nó bắn cấp băng liên tục, tức là bật quy lên thì sẽ kéo cấp băng nhiều hơn kiểu e. À, khi bật quy lên thì có thể là cấp băng dồn dập hơn nè, gây sát thương nguyên tố băng đó. Đạn ánh sao khi chúng đích sẽ sản sinh một sao đêm, coi như là cái quy này là giống kiểu sinh trù đó, sinh trù hệ băng. Nhưng mà sát thương của nó không nhiều ha, sát thương ở level 10 thì chỉ có 8% giới hạn HP thôi. Ví dụ như mình lên 60k máu thì nó chỉ có khoảng 6.000. Cái này không có bầu kích thì nó 6.000 ha, mình đâu có bầu kích đâu, thì tầm đó mấy ngàn thôi. Nhưng chủ yếu là cái cấp băng dồn dập, và cái quan trọng là năng lượng nguyên tố chỉ có 40, thời gian 12 giây, cooldown 12 giây, mà thời gian kéo dài tồn tại 12 giây cũng có nghĩa là mình có thể xài liên tục nếu đủ hiệu quả nào. Nhưng mà chắc mình không có lên hiệu quả nào quá nhiều tại mình là HP. Chưa kể tiếp tới nội tại của nó nè, nội tại màng trắng bảo hộ QE sẽ tăng 6% hiệu quả khiên, cộng dồn 4 lần lại tăng thêm 24% hiệu quả khiên nữa, khiên cực dày luôn. Rồi thêm một cái nội tại nữa là tăng sát thương của sao đêm, nói chung là 1.5% giới hạn HP là tăng thêm chút sát thương thôi, cái này thì không quá nhiều, ngon mọi người. Chưa nói tới cung mệnh nha, chỉ tới nội tại với lại skill là thấy gọi là nó chơi được rồi. Mặc dù thì nó cũng không có quá nhiều cái tính năng đâu, hay nói cơ bản nó vẫn chỉ đảm bảo vấn đề khiên một cấp băng thôi, nhưng mà chỉ cần đảm bảo hai yếu tố là được rồi, chơi ngon rồi. Và mình thấy thêm cái điểm yếu là gì, con này thì sẽ cái nó hơi khó kiếm vũ khí. Vũ khí thì nếu mà ai đầu tư ngon thì chơi trấn đi lưu thì sang quá, còn không thì mình rất là khó kiếm độ 4 sao 3 sao có HP. Mình có lẽ là chắc là mình sẽ xài kiếm hiệu quả nào để đảm bảo vấn đề quy thôi. Như vậy thì nếu mà mình không có lên được cái trấn đi lưu chắc máu khoảng 40-50k. Rồi bây giờ coi tới cung mệnh nè. Lượng hấp thu màn trắng sẽ giấc từ đêm con giấc tăng 20%. Vậy là tăng thêm hiệu quả khiên nè, trời ơi trâu vậy. Ngoài ra thì sẽ tạo lá trắng hấp thu 35%. So với màn trắng sẽ giấc cơ bản là tăng thêm hiệu quả khiên trâu nữa. Mình 1, mình 2 là cái gì? Cung 2, khi một cái sao băng nó trúng cái địch sẽ hồi cho Layla 1 điểm năng lượng nguyên tố. Mỗi quả sao băng thì họ một lần năng lượng nguyên tố. Ok, một lần 4 quả coi như 4 cái 1.5 giây nó hồi 1 năng lượng. Vậy là nếu mà lên cung 2 thì mình sẽ giải quyết vấn đề hiệu quả nạp cho Layla chi quy dễ hơn. Nhưng mình thấy kiwi con này nó không có nhiều không có tốn nhiều năng lượng nguyên tố, 40 thì chắc không quá khó để cấp 3 cấp để mình sạc đâu. Rồi cung minh 3, QE cộng 3 cấp khiên châu hơn, để coi chú ý coi cung minh 46 có gì đặc biệt không. Cung minh 4, đêm ngon giấc bắt đầu phát động sao bay sẽ cấp hiệu ứng ngôi sao hừng đông cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, tăng sát thương tấn công thường ngoài trọng kích tương đương với 5% giới hạn HP. Vậy là nó búp sát thương cho mấy con đánh thường ngoài trọng kích, búp cho mấy con kiểu như Ayato này, mấy con Ayato Hu Tao đó, 5% giới hạn HP của Layla. Vậy là đi Ayato ngon, tại vì cái 5% nó không có nhiều, 5% không nhiều nhưng mà nó lại có lợi cho những con có tốc độ đánh, có cái khả năng spam liên tục, sai ò cũng được lợi từ cái này nè. 5% giới hạn HP, như Layla mình lên 40k đi, 10% nó là 4.000, 5% nó khoảng 2.000 một đòn. Nhưng mà cái đòn này là do cái thằng đi bé đánh và thằng biết có thể trọng kích, có thể sát thương bộ kích, cho nên cái này cái số này có thể nhiều hơn á. Búp cho ai cho tôi được, tôi chém hộ bạn. Còn tụi đi lắc hô sao thì nó đánh đầm lầm to, nó không đánh nhanh đó, thì cái này nó không có hiệu quả nhiều. Lên coi bố búp cho tụi băng thì ngon, đi búp cho thể ngon, búp cho chai hồ nè, ai cho tôi nè, ngon. Thậm chí cho Yomiya nữa, Yomiya cũng được luôn, búp cho Yomiya cũng được. Yomiya bắn nhanh, bắn liên tục. Rồi, cung minh 5 dòng chảy thức, cộng Kiwi 3 cấp. Rồi, tới cung minh 6 nè, sát thương gây ra từ sao băng, sao bay của kỹ năng đêm con giấc tăng 40%. Sát thương gây ra đạn ánh sao tăng 40%. Ngoài ra giãn cách tạo sao đêm kỹ năng giảm 20%.
Nếu lên cùng mình 6 thì sát thương của Layla có thể là sẽ ổn. Tại vì nó cơ bản con này sát thương không có cao, không có dầu mạnh, nhưng mà nếu lên cùng mình 6 thì nó sẽ có chút sát thương coi như xài được. Nhưng mà quan trọng là gì biết không? Quan trọng là giãn cách tạo sau đêm giảm 20%. Giãn cách tạo sau đêm là gì? Sau đêm thì nó cứ 1,5 giây nè, 1,5 giây nó sản sinh một sau đêm. Thì lên cùng mình 6 thì nó sẽ giảm 20% của 1,5 giây. À, nó còn 1,2 giây, coi như 1 giây nó ra một sao. Nếu lên cùng mình 6 thì nó sẽ cấp băng dồn dập hơn, chú E. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không quá cần đâu, tại vì mình bật thường thường bật E quy chồng lên cùng lúc, nó sẽ cấp nhiều. Đó là... Nè cái sao băng này nè. Nó, cái này 1,5 giây một lần ha. Đó, mình lên cùng mình 6 thì nó sẽ nhanh hơn. Cấp bằng dòng dập hơn, đã hơn. Được. Nói chung là con này cái tính năng của nó thì đơn giản, chỉ đơn giản là nó chỉ là khiên giày và cấp bằng ốp phiêu ngon. Ngoài ra sát thương mình không có to đâu, nhưng mà 4 sao thì cần vậy thôi. Anh làm vai trò vậy làm ngon chút rồi, đừng có chút miếng không có nào ra nào. Khiên giày, cấp bằng ngon là được. Có cái điểm yếu là hơi khó kiếm vũ khí. Cái hướng là nếu mà ai thông thường chắc mình sẽ cầm một cái hiệu quả nạp cho nó ha. Chắc ít người mà dám cầm cây chấn Nilu HB cho nó lắm. Cho nên chắc có thể là mình sẽ cầm mấy cái dòng gọi là tế lễ. Giống như chỗ, giống như chè. Cầm tế lễ thì không kiếm. Mấy cái kiếm mà hiệu quả nạp thôi. Đồ thì đơn giản đồ. Tới lúc bò đồ build thì mình cũng tập trung HB. Mình có phải bận full thiên nham được nè. Đồ thì có thể bận full thiên nham. Tại vì chú E nó sẽ gây sát thương liên tục thì nó sẽ kích được cái nội tại của thiên nham. Đồ bạn thiên nham ngon á. Đánh nhiều vật mình thiên nham được nè, hoặc là bạn mid thiên nham. Hai thiên nham với lại hai dấu ấn kiếm hiệu quả nè. Có thể con này nó sẽ cái hiệu quả nạp thì tới đó mình chơi mình cảm giác thôi. Anh em sắp thì hiệu quả nạp thì tùy tim. Có tim thì sạc ngon thì nhiều khi không cần nhiều. Có sim mình sắp vô mà nó hơi thiếu sạc thì mình phải nghĩ tới hiệu quả sạc. Hiệu quả nạp, tại vì mình tập trung chỉ dòng chính nón, đồng hồ, ly toàn là HP không thì có thể làm mình không có tập trung hiệu quả nạp được. Thì có thể anh em bận mid hai thiên nham lấy HP với lại hai dấu ấn lấy hiệu quả nạp. Còn trường hợp mình hiệu quả nạp mình mà cảm thấy không có thiếu thì mình bận luôn full thiên nham. Full thiên nham ngon mà, hiểu không? Sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng kẻ địch sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả những người trong đội này. Tại cái sao băng nó sẽ bắn liên tục, cứ 1,5 giây nó bắn một lần, 1,5 giây nó có bắn một cái. Thì nó coi như là nó sẽ tối ưu được cái bộ thiên nham này. Thiên nham này thì nó búp 20% tấn công, tăng 30% hiệu quả khiên. Bận thiên nham vô khiên vậy hơn. Thôi nhưng mà khiên này chiên cho Layla, không búp cho người ta. Chủ yếu là 20% tấn công này nè. Bắn một cái 20% 3 giây, sau đó 1,5 giây bắn nữa. Tức là mình sẽ duy trì được liên tục cái nội tại của thiên nham. Ngon lành. Full thiên nham hoặc là mid 2 thiên nham với 2 dấu ấn. Rồi. Tiêu đơn giản nhưng mà hiệu quả, khiên giày, cấp băng, thánh di vật cũng dễ bận luôn. Có cái vũ khí thì mình có thể mình cầm kiếm hiệu quả nạp, thì giải quyết vấn đề hiệu quả nạp luôn. Mình nghĩ chắc không cần khiên quá nhiều đâu, con này là khiên trâu á, khiên con này khá là dày thì chắc không quá nhiều máu đâu. Có thể mình cầm kiếm hiệu quả nạp không đến mức mà đầu tư kiếm HP. Rồi chơi được, ngon lành. Từ trước tới giờ mới thấy ra một con 4 sao đàng hoàng. Gần đây ba con 4 sao sản được nè. Duri, Kuli cũng phèn. Trước đó là gì? Tsunobi. Ôi. Chắc có. Candid cũng không có vai trò gì nhiều. Có con này. Con này có thể so sánh được với vai trò của sinh trùng. Nè. Rồi video ngắn là thông báo cho anh em mừng. Những ông nào không có dòng ly. Từ nay. Tôi đã có một con khiên còn to hơn cả dòng ly. Mà 4 sao. Không cần lên cung mình quá cao. Thì mình không cũng chơi được rồi. Mình đi. Nếu lên cung mình một thì nếu ráng lên cung mình một thì nó khiên vậy bảo đảm. Nếu chơi con này thì bỏ luôn Diona là bị giải nghệ. Vậy nếu mà kiểu này rồi mấy thanh niên kiểu Diona giải nghệ rồi giải từ cuộc chơi, chắc những cái khi nào mình cần gọi là mình đối đội hình mà cần búp tinh thông mới xài tới Diona. Đây là sự phủ định của Diona nha. Lên đường tới chừng mà nó ra là chắc chắn mình sẽ nuôi review cho anh em coi chơi. Với là mình sẽ thử mấy cái đội hình tan chảy với hỏa rồi các kiểu. 4 sao quá đỉnh cao.
Rồi, video tới đây kết thúc được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ coi video tiếp theo nhé. Bye. Cuối tuần, đầu tuần vui vẻ.